Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần điểm tin tức từ sáng đến tối của chúng tôi. Thưa quý vị, tiếp tục thông tin về vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người chết và gần 40 người bị thương xảy ra tại Gia Lai vào sáng ngày hôm qua. Khi gây ra tai nạn thì tốc độ xe tải là 105 km h tức là gấp 2 lần so với tốc độ cho phép của tuyến đường. Không chỉ thế, dữ liệu về hành trình của chiếc xe này được trích xuất từ Trung tâm Quản lý Dữ liệu Giám sát Hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam còn cho thấy là chỉ trong vòng 15 phút trước khi xảy ra tai nạn thì xe tải đã có những diễn biến tốc độ khó hiểu Nhìn vào bảng trích xuất dữ liệu tốc độ xe tải gây tai nạn mang biển kiểm soát 77C13937, có thể thấy trong suốt hành trình gần 200 km lưu thông trên quốc lộ 14, hầu như xe tải đi với tốc độ cho phép của tuyến đường là dưới 50 km h Tuy nhiên vào thời điểm 4 giờ 16 phút, trùng với thời điểm đi qua trạm thu phí đặt trên quốc lộ 14, xe bất ngờ tăng tốc lên 60 km h rồi đâm vỡ barrier của trạm. Sau đó, tài xế xe tải tiếp tục tăng tốc hơn nữa trong suốt 2 phút sau đó và đỉnh điểm đạt tốc độ lên tới 113 km/h. Đến đoạn cách thị trấn Chư C khoảng 2 km về phía bắc, nơi có tổ tuần tra của cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai, chiếc xe tải tiếp tục tăng tốc lên 105 km/h và tiếp tục duy trì tốc độ cao đến đoạn đường đôi Hùng Vương thuộc thị trấn Chư C. Đây cũng là tốc độ cuối cùng được ghi nhận trước khi mà xe gây ra tai nạn.